là mình phải mang cái đôi giới vô trước đây, thấy chưa? Ok, mang giới vô trước đây, chị biết không, nó bảo vệ. Nhất là mấy người mà coi tiểu đường coi chừng nha, bị nó nóng không ai là bỏng là tiêu à. Nhưng mà mình á là mang đôi giới vô rồi, sao cái giới xong rồi mọi người đây, đây này đặt tên là đôi hia bây giờ. Sau khi làm nóng xong rồi thì bắt đầu ta mở ra, thấy chưa? Rồi ta lấy cái gân nha, đừng có tự nhiên thấy tôi làm về nhà cũng thò tay làm luôn, phỏng mẹ ta nha. Nhưng mà gân á là ta mang vô vậy á, là ta đúc vô. Ok, đây khi đúc vô xong rồi ta xếp lại thì cái hơi nóng dưỡng này rồi, và chúng ta đúc cái này vô đi, mang vô là chúng ta có thể ngủ được rồi. Nhưng mà tôi á, thì tôi thấy hay cho nè, nhiều khi nó không có chạm được tiếp đâu, khi mình nằm ngủ á cái nó lai rồi nè, nhìn nè, nó đâu có đụng vô chân mình đâu, cũng có còn hơi ấm này hả à, rồi mình trùm mình lại thì cái hơi nóng nó quả hết lại đây, chứ không phải là cái chân mình đạp lên chạm trực tiếp đâu nha. Rồi mình khi mình nằm cái chân mình quẹo vậy nè thì nó đã xích ra rồi. Khi mình trùm mình vô xong rồi á thì là nó ấm hết cái chân mình, ngủ ngon chết bỏ. Cho nên đối với những người mà mọi người nói chứ mà mất ngủ kinh niên mà dùng thuốc kinh niên á, mọi người cứ dùng cho tôi 3 cặp, một cặp chờ bán gan, một cặp chờ bán cổ, và một cặp để hai lần một chân là ngủ ngon lành. Ok nhé. Ok. Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã có một cái công thức tuyệt vời cho chúng ta rồi. Thì mong rằng các bạn và các anh chị cố gắng vì sức khỏe của mình mà mình bảo vệ cho chính mình. Xin cảm ơn. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.